Tổ chức đoàn hội đội các cấp trên địa bàn quận Thốt Nốt đã thực hiện chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2023 với nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Theo đó, cấp quận đã tổ chức chuỗi các chương trình Nụ Cười Xuân năm 2023 với chủ đề Vui Xuân Ấm Áp, hợp mặt cán bộ đoàn, thanh niên dân tộc tôn giáo, thanh niên chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023, trao tặng quà đến các đồng chí bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc và các đồng chí giáo viên tổng phụ trách các liên đội trên địa bàn quận. Riêng các cơ sở đoàn liên đội trong toàn quận đã chủ động phối hợp, quy động các nguồn lực xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn dân cư bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, các cấp bộ đoàn, hội, đội từ quận đến cơ sở đã tổ chức hỗ trợ trao 3.460 phần quà đến thanh thiếu nhi yếu thế với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, giúp thanh thiếu nhi và gia đình vui xuân ấm áp, nghĩa tình.